Tôi là quý ông Hảo, tôi đến đây để tôi khẳng định mình là một người đàn ông cạnh tranh công bằng. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Cạnh tranh công bằng. Cạnh tranh công bằng đòi hỏi là mình phải thể hiện một cách công khai. Ok. Ha? Thì coi vài cái muối nè. Sẵn sàng nha. Đã là huấn luyện viên thể hình thì chắc chắn là sẽ phải cạnh tranh công bằng với chàng trai đứng bên kia. Thì không biết là sản phẩm sau bao nhiêu năm tháng mình rèn luyện nó như ôi, thế ôi, nào ôi. Đây. Sao vậy? Ôi, trời ơi, ống nhòm gì mà trang bị. Lên rờ thử chị, lên rờ thử chị. Mình phải lên mình rờ thử. Cái gì vậy? Nè, cấm sờ vào hiện vật. Không được gây ức chế tinh thần cho thí sinh. Cái gì vậy trời? Nè, chị, kiểm, là kiểm chứng chị, mà. Kiểm chứng cái thơm ngon không chị? Thơm ngon không chị? Nè, em sờ vô là cái muối nó sẹp đó. Được không chị? Được không? Khá là săn chắc. Hơi khô nhưng mà ok. Đó, được rồi. Ok Ngân à. Hương kiểm tra cho Ngân rồi. Ngon, ngon, tươi. Hơi khô một xíu thôi. Nhưng mà thơm. Không, em chưa có ngửi thấy mùi. Mà chừng chị ngửi lộ mùi của anh Hoàng đó. Suốt 18 năm trời chúng tôi làm chương trình Quý Ông Hoàng Hảo mà chưa bao giờ thấy được những giám khảo nào mà mê trai giống như là giám khảo ngày hôm nay. Ai mê trai? Ở đây có ai mê trai đâu. Tại cái đầm của em di chuyển khó khăn. 10 cơ bắp của trai. Và không biết là bài tập của bạn như thế nào qua mỗi ngày. Thơm quá, thơm quá. Mình sẽ thể hiện là lúc nãy bạn kia hít đất một tay thì cái đấy đơn giản quá. Đơn giản quá hả? Mình không có hít tay luôn. Bạn ấy hít đất bằng một tay đơn giản, mình sẽ hít đất trên đầu ngón tay. Đầu ngón tay. Wow. Xin mời bạn. Hot vậy. Ghê. Phải mình ra công bằng. Mình để cho chị dạy em mời chị. Wow, một chân luôn kìa. Wow, rất là lực. Em mời chị. Anh thấy chưa? Em mời chị. Được hả? Đi xuống đi, chắc hình mệt mỏi lắm. Thiệt, mất thời gian lắm. Chị Tuyền kêu là ngồi lên lưng cho hết. Bây giờ muốn là ngồi lưng hả? Ừ. Trời ơi trời, thương thí sinh đi. Người ta chưa thi mà bị thoát gì để đệm là kỳ lắm. Giờ chấp nhận không? Cái gì vậy Tuyền? Cái gì vậy? Không được gây ức chế tinh thần cho thí sinh nữa. Không có, vấn đề là gì? Là hồi nãy em thử em sờ rồi, rất là săn chắc. Rất là thơm, rất là ngon. Rồi hả? Không, ý là thôi. Thơm ngon là của em. Đúng rồi. Thấy là bạn quá khỏe đi, bạn có thể chống bằng hai ngón tay và một cái chân. Thì không biết là khi mà bạn hít đất mà có một cái vật thể ở trên mình nữa thì... Đừng nói là em nha chị. Không. Chứ ai? Một Kiều người đẹp, Ngân. Em có gia đình rồi. Một người không có gia đình, còn độc thân vui tính. Kiều Ngân. Rồi. Xin mời. Sẵn sàng chưa? Trời ơi, anh Hoàng mà được nâng đỡ người đẹp. Anh Hoàng sao anh không giới thiệu mối cho em mà anh giới thiệu cho Ngân vậy? Mà có chắc là được không? Ai biết thì em cũng có mối riêng của em rồi. Bây giờ Kiều Ngân nè, còn lẻ bóng. Nào, xin mời bạn. Rồi em đi xuống nha. Đi xuống đi, em gây ức chế đó. Trời ơi, mặt đồ khó di chuyển. Chị ổn không anh? Mình thấy coi thử coi ổn không nè. Không biết có đảm bảo được sức khỏe cho thí sinh có thể vượt qua cái thử thách hay không. Chứ bây giờ phần nắng gân thôi nặng nề rồi đó. Nhưng mà đây là một người đẹp sẽ tạo được động lực dành cho bạn. Bạn có thể sử dụng cả đôi tay của mình nếu như bạn muốn. Nào xin mời. Đinh Lực lại sẵn sàng vị trí. Ngân mời em lên kiệu. Ngồi lên đi, ngồi lên đi. Đúng rồi. Trời ơi, ghê thiệt, ghê thiệt. Giỏi lắm. Cưỡi ngựa xem hoa. Nhìn cái tư thế nhấp nha, nhấp nhổm mà thấy khó chịu hà. Chúc mừng Đinh Lực, rất ấn tượng và cảm ơn Kiều Ngân rất nhiều. Bữa nay Ngân đến dự chương trình mà ách quá, hoành tráng quá, cưỡi ngựa. Ngân ơi, hỏi cậu tế nhiện xíu, em trọng lượng bao nhiêu vậy? Em 55,5 kg đó. Chắc giá chưa? Chắc giá luôn. 55 kg, 55,5 đó. 55,5. Rất tuyệt vời, bạn có thể nâng lên một cách như vậy. Em tối đa 65 kg đổ lại. Có nghĩa là em có thể một người từ 65 kg đổ lại em có thể hít được. À, ý em là chị Tuyền là không được đúng không? Chắc vậy đó, hơi quá khổ rồi. Em chưa biết. Em chưa biết em làm được nha chị. Thôi em mà thử cái là mạo hiểm lắm em ơi, mình còn thi nữa. Cảm ơn Kiều Ngân, xin mời Kiều Ngân về chờ vị trí của mình. Vừa có thử thách nha.